Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho tất cả các bạn top 1 cái con web làm khảo sát kiếm tiền rút về Momo. Ngoài ra thì các bạn có thể rút về thẻ cào. Ở cái con web này mình cũng đã rút của nó rất là nhiều lần rồi và tiền nó đã về thành công, cho thấy đây là một con web rất là uy tín và hoàn toàn là miễn phí. Thì bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn các bạn cũng như cách chơi và cách đăng ký của cái con web này nhá. Thì trước khi vào video, mình có quay một cái event để tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất của cái video đợt trước đây. Xem bạn nào may mắn nhất đây. Thì video đợt trước của mình có 33 comment. Giờ mình sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất. Xin chúc mừng bạn không tên này, là số 34, số điện thoại là Villa. Thì sau cái video này mình sẽ gửi một phần quà qua số điện thoại cho bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì vào chủ đề chính của ngày hôm nay, đây là một con web làm khảo sát kiếm tiền rút về Momo. Ngoài ra các bạn có thể đổi thẻ cào. Thì tí nữa cái đường link này mình sẽ để dưới phần mô tả của video cũng như là phần bình luận, các bạn sẽ làm theo như mình hướng dẫn nhá. Đầu tiên các bạn sẽ ấn vào đường link như này. Mình sẽ hướng dẫn cái đường link này thì mình đã rút gọn nó rồi, thì các bạn sẽ làm theo như mình. Các bạn sẽ ấn phần tôi không phải là người máy ở đây nhá, ấn vào ô vuông này cho mình này. Rồi như bạn khác thì các bạn sẽ lên một cái phần này, nhập mã các cha, ví dụ như là xe đạp chẳng hạn. Nhiều bạn thì nó ra ô tô đấy, như mình đã ấn thành ok luôn. Các bạn sẽ ấn phần click vào đây để tiếp tục cho mình nhá. Đấy, rất là đơn giản thôi. Đấy, phần này thì các bạn sẽ chờ cho mình trong vòng là 5 giây. Thì các bạn sẽ ấn phần lấy link này. Rồi mình sẽ ấn phần lấy link nhá. Đó, các bạn nhớ để ý và làm theo như mình hướng dẫn. Sau khi các bạn mở đường link ra thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện ở đây để các bạn có thể đăng ký cái tài khoản. Đây, con web này có tên là Voipix này. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách đăng ký tài khoản. Đầu tiên là cái phần tên của các bạn này. Các bạn sẽ nhập cho mình cái tên vào đây. Mình sẽ nhập vào đây nhá. Rồi sau đó đến cái phần họ, các bạn sẽ nhập họ của các bạn vào đây cho mình nhá. Rồi tiếp đến là cái phần Gmail này. Cái phần Gmail này thì các bạn sẽ nhập cho mình cái Gmail trong cái điện thoại của các bạn luôn. Tí nó sẽ gửi một cái mã về cái Gmail, sau đó các bạn sẽ ấn phần Verify cho mình. Rồi mình sẽ nhập cái Gmail vào đây này. Rồi tiếp đến cái phần mật khẩu, các bạn nhập cho mình cái mật khẩu làm sao mà nó dễ nhớ nhất cho mình nhá. Rồi bây giờ mình sẽ nhập cái mật khẩu này. Rồi bên dưới này cũng vậy. Ok. Rồi các bạn sẽ ấn phần tôi đồng ý này. Sau đó các bạn sẽ ấn phần đăng ký cho mình nhá. Rồi bây giờ mình sẽ ấn phần đăng ký này, kiểm tra lại một lần nữa này, xem có thiếu cái gì đâu. Rồi ấn phần đăng ký cho mình. Rồi các bạn sẽ chờ cho mình một lúc này. Rồi xác nhận này, Gmail này, hộp thư kiểm tra đến. Bây giờ nó sẽ gửi đến cái Gmail của các bạn. Sau đó các bạn sẽ ấn vào đây, gửi này. Đó, trong vòng là 30 giây. Ok, mình sẽ ấn vào nhá. Ra Gmail đi. Đó, như vậy là Gmail đã đến rồi. Các bạn sẽ ấn vào phần kích hoạt tài khoản cho mình này. Kéo xuống phần bên dưới. Ở đây có cái phần kích hoạt tài khoản. Các bạn sẽ ấn vào phần kích hoạt tài khoản cho mình nhá. Rồi, chỉ một lần này. Bạn nào mà chưa biết cách ý, thì các bạn làm theo như mình hướng dẫn rất là đơn giản thôi. Chào mừng bạn đến với Voipix này. Đó, đến với phần trang chủ nhá. Đây, các bạn sẽ ấn phần đến trang chủ đây. Rồi, như vậy là mình đã đăng nhập thành công này. Khi mà các bạn đến phần trang chủ thì nó sẽ hiện lên một cái phần để các bạn có thể tạo hồ sơ. Thì ở cái phần tạo hồ sơ này các bạn sẽ nhận được là 50 điểm. 50 điểm đây đổi ra thì tương ứng với là 5.000 đồng. Đó, như vậy là khi các bạn đăng ký thành công ấy mà các bạn tạo cái hồ sơ hoàn thiện thì các bạn sẽ được nhận là 5.000 đồng, hoàn toàn là miễn phí nhá. Ở đây thì các bạn sẽ ấn phần bắt đầu cho mình này để các bạn có thể nhận 5.000 hoàn toàn là miễn phí. Rồi mình sẽ ấn phần bắt đầu này. Ở cái phần này thì các bạn sẽ nhập cho mình ngày tháng năm sinh của các bạn vào đây. Ví dụ mình sẽ nhập là ngày 14/05 này, 1996 chẳng hạn, 95 đi. Rồi các bạn sẽ ấn phần câu tiếp theo cho mình nhá. Bây giờ mình sẽ ấn phần câu tiếp theo này. Đến phần câu tiếp theo thì các bạn sẽ chọn cho mình là về phần giới tính. Đây kiểu như là đang hoàn thiện cái hồ sơ của các bạn ấy, nó kiểu như cái khảo sát kiểu như về cái hồ sơ của các bạn. Các bạn sẽ chọn cho mình cái giới tính. Ví dụ là các bạn là nam, các bạn sẽ ấn phần là nam cho mình này. Đó, kéo xuống bên dưới này, nó sẽ hiện lên một cái câu tiếp theo. Các bạn sẽ ấn phần câu tiếp theo cho mình. Rồi thu nhập hàng tháng của các bạn nhà bao nhiêu, các bạn sẽ ấn ở đây để chọn. Ví dụ mình chọn từ đây là
75 triệu cho đến 150 triệu đi. Ôi, chơi vậy thôi, làm gì có nhiều thế. Không, mình cứ chọn từ 4 cho đến 7 triệu đi. Nó thấy mình nghèo nghèo, nó mới cho mình nhiều khảo sát. Sau đó các bạn sẽ ấn phần câu tiếp theo cho mình này. Rồi, nghề nghiệp này, chức vụ. Các bạn sẽ chọn cho mình một cái nghề nghiệp. Đó, công nhân sản xuất đi. Cho nó kiểu như phổ thông. Sau đó ấn phần câu tiếp theo này. Địa chỉ nơi các bạn sinh sống, các bạn sẽ chọn cho mình cái tỉnh của các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ chọn tỉnh này. Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang, Hà Nam này. Mình sẽ chọn là Hà Nam này. Rồi, ấn phần câu tiếp theo. Các bạn làm chậm chậm thôi nhá. Đó, làm chậm chậm thôi để nó sẽ nhận được nhiều khảo sát. Thì cái phần là tạo hồ sơ này thì cho phép làm nhanh. Nên tí nữa cái phần khảo sát thì làm chậm chậm thôi. Các bạn sẽ ấn phần câu tiếp theo cho mình nhá. Bạn có bao nhiêu người con này? Đó, con ruột ấy thì hiện tại bạn nào mà có bao nhiêu thì các bạn chọn, ví dụ mình sẽ chọn là không chẳng hạn. Đó, mình sẽ ấn vào câu tiếp theo này. Đó, tình trạng hôn nhân. Đó, kết hôn độc thân đi. Bạn nào mà ở đây thì bạn nào kết hôn thì các bạn ghi là kết hôn, bạn nào mà ly thân thì ghi ly thân. Đó, chắc chả có bạn nào đâu nhỉ. Rồi, mình sẽ ấn vào phần hoàn thành nhá. Giờ mình sẽ ấn vào phần hoàn thành hồ sơ này. Đó, chắc chắn rằng câu trả lời của các bạn là chính xác. Các bạn sẽ ở được phần tôi chắc chắn đi. Mình sẽ ở được phần tôi chắc chắn nhá. Đấy, để chắc chắn. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thiện hồ sơ này. Nó sẽ hiện lên một cái chữ ở đây. Đó, như vậy là bạn vừa nhận được là 50 điểm, tương ứng với là 5.000. Đấy, dã man chưa? 50 điểm đã được 5.000 rồi. Ở đây rút tiền về rất là nhanh nên các bạn có thể tham khảo cái con web này nhá. Các bạn sẽ ở được phần bắt đầu khám phá VoIPix cho mình. Rồi, đây là cái trang chủ của nó này, cũng như là cái phần thông tin cá nhân của mình. Thì ở đây, sau khi các bạn hiện lên cái phần này ấy, mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách lấy link để các bạn có thể là đi chia sẻ mời bạn bè nhé. Đây dưới này này, nó có cái phần là chương trình giới thiệu bạn bè, bấm vào đây để tham gia nhé. Ghi chú bạn phải xác thực tài khoản bằng cái Facebook thì các bạn mới có thể tham gia được. Các bạn sẽ ở phần xác thực cái tài khoản Facebook này cho mình này. Đó, các bạn sẽ ấn vào Facebook này rồi các bạn sẽ liên kết với cái tài khoản Facebook của các bạn thì nó mới hiện lên cái phần để các bạn có thể lấy link đi mời bạn bè nhá. Đấy là cái phần mà mình hướng dẫn để các bạn có thể tham khảo, để các bạn có thể lấy link đi mời bạn bè. Rồi tiếp tục, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách làm khảo sát này. Các bạn sẽ ấn vào phần dấu ba gạch bên trên này cho mình này. Đây có dấu ba gạch màu đen này. Đó, mình sẽ ấn vào đây. Ở trong phần này thì nó cũng có rất là nhiều phần. Ở đây nó sẽ hiện lên cái số point của mình, coi như là số coin của mình hiện tại đang có là 50 này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm khảo sát. Ở dưới này thì có rất là nhiều phần khảo sát này. Đấy, các bạn sẽ ấn vào phần khảo sát này cho mình này. Rồi, nhận 50 điểm thưởng tiếp theo bằng cái việc hoàn thành cái khảo sát này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái khảo sát này nhé. Rồi, các bạn sẽ ấn vào phần bắt đầu làm khảo sát này cho mình này. Thì hàng ngày nó sẽ hiện khảo sát lên cho các bạn để các bạn có thể vào làm. Ở đây thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái mẹo để nó sẽ ra nhiều khảo sát hơn. Các bạn sẽ ấn vào phần bắt đầu làm khảo sát này cho mình này. Rồi, ở cái phần làm khảo sát này thì các bạn làm chậm trôi cho mình nhá. Thì mình hướng dẫn video thì mình có thể làm nhanh, nhưng mà khi mà các bạn làm ấy để các bạn có thể kiếm coin thì các bạn sẽ làm chậm cho mình. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn làm chậm thì cái số khảo sát ấy nó sẽ ra nó nhiều hơn. Các bạn làm nhanh ấy thì nó sẽ vẫn bị mất khảo sát này. Đó, mà cái tỷ lệ mà các bạn kiếm được coin thì nó sẽ thấp hơn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn nhá. Đây, ví dụ các bạn sẽ chọn cho mình trong vòng là hai cái này đi. Ba cái nhá, kéo xuống bên dưới này. Ở phần câu tiếp theo cho mình này. Đấy, những khảo sát này nó rất là đơn giản thôi, hầu như là nó đều trả coin hết cho các bạn nên các bạn yên tâm này. Đấy, tích vào ô này cho mình này. Đó. Rồi. Ở phần câu tiếp theo cho mình. Đó, đến chi tiêu hàng tháng này, các bạn sẽ chọn cho mình một cái bất kỳ ở đây nhá. Ví dụ thẻ tín dụng hoặc thẻ ATM nội địa đi, Internet banking này. Các bạn sẽ ở phần câu tiếp theo này cho mình nhá. Rồi, đến tiếp theo là cái phần chăm sóc răng miệng này. Các bạn sẽ chọn cho mình này. Đấy, nước súc miệng đi chẳng hạn. Rồi, ở phần câu tiếp theo này, rất là đơn giản thôi. Lại đến tiếp theo là phần sản phẩm này. Mình sẽ chọn nhanh một chút nhá, bởi vì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian đấy. Ok. Khi mà các bạn trả lời thì các bạn sẽ làm chậm cho mình. Đây là mình đang làm video nên là mình sẽ có thể làm nhanh thêm một chút, nên là các bạn thông cảm với phần này nhá. Đó, mình sẽ chọn nhanh này. Những cái này thì mình cứ chọn, nó cũng chả biết là mình đang dùng cái gì đâu. Đó, mình cứ chọn cái gì thì nó cũng chỉ đoán như vậy thôi. Đó, uống coca này, nước tăng lực này, trà hãm tự nấu. Có trà hay thật.
Rồi đến sản phẩm nước giải khát này, các bạn uống nước gì? Ví dụ mình tăng lực, nước tăng lực đi, mình sẽ ấn vào phần câu tiếp theo. Cái phần thực phẩm này, đó, các loại ngũ cốc, trái cây này, bánh kẹo, đồ ngọt, ấn vào phần câu tiếp theo. Trung tâm thương mại này, cà phê với bạn bè, đó. Rồi bếp từ này, bếp hồng ngoại, bếp ga, nồi chiên à. Đó, thì mình dùng bếp ga này, nồi cơm điện này. Cũng phải chọn chuẩn một chút, chẳng nhẽ mình dùng bàn nà để nấu. Ok, máy hút bụi, quạt điện đi. Còn nó phần hoàn thành. Rồi, sau khi các bạn đã hoàn thành tất cả những cái câu mà khảo sát ấy, thì nó sẽ hiện lên một phần là hãy chắc chắn rằng những cái câu trả lời của các bạn là chính xác. Đấy, nó phải kiểm tra lại một lần nữa xem có chắc chắn cái những cái câu trả lời của bạn có chính xác hay không. Nếu mà các bạn cảm thấy chính xác rồi thì các bạn sẽ ở phần tôi chắc chắn nhá. Rồi mình sẽ ở phần tôi chắc chắn này. Ok. Rồi như vậy là mình lại được cộng thêm là 50 điểm tiếp. Tổng cộng mình đã được cộng là 100 điểm rồi. Quy ra tiền nó rơi vào tầm là 10.000 rồi nhá. Đấy, mới làm hai cái khảo sát thôi mà mình đã nhận được 10.000 rồi. Các bạn lại ấn phần tiếp tục này. Bắt đầu khám phá với Voipix tiếp này. Đó. Rồi ở đây lại có phần tham gia khảo sát này. Cũng như phần đổi thưởng bên trên này. Mình sẽ ấn phần dấu ba gạch để tiếp theo để mình hướng dẫn các bạn là cách đổi thưởng nhá. Ở đây thì hàng ngày nó sẽ hiện lên những khảo sát của các bạn ở cái phần khảo sát này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách đổi thưởng nhá. Các bạn sẽ ấn phần chữ V này cho mình này. Đây có cái phần chữ V để các bạn có thể đổi thưởng cũng như là rút tiền ở đây. Các bạn sẽ ấn phần chữ V này cho mình này. Ở cái phần chữ V này các bạn có thể xem được cái phần điểm thưởng của các bạn. Ở bên dưới phần quà này có nghĩa là phần đổi thưởng. Ở đây thì các bạn có thể đổi ra về Momo này. Ngoài ra các bạn có thể đổi về thẻ cao. Ở trong này có rất là mệnh giá, ví dụ như là thẻ Viettel chẳng hạn. Hoặc là các bạn có thể rút Momo từ mệnh giá 20.000, 40.000 đều có hết. Bây giờ mình sẽ nó phần điểm thưởng trước để mình có thể xem hiện tại mình đang có bao nhiêu điểm thưởng nhá. Thì hiện tại cái số dư của mình đang có này, hai lần, mỗi lần là 50, tổng cộng mình đang có 100 điểm. Đấy, làm hai cái khảo sát đã được 100 điểm rồi. Tí nữa thì các bạn có thể làm thêm những cái khảo sát ở ngoài nhá. Rồi ok, mình lại ấn tiếp tục này. Rồi mình sẽ ấn phần quà này. Ở trong phần quà này các bạn có thể tham khảo và khám phá ở đây. Ở phần quà này này, các bạn có thể rút về GoEat này. Đấy, kéo xuống tiếp tục này. Rồi ở đây các bạn có thể đổi thẻ cao Viettel này. Đó, thẻ cao Viettel 20k này. Đấy, Momo này. Momo 20.000 này. Đó, các bạn có thể đổi ra Momo đều được nhá. Các bạn rút về Momo 20.000 này. Ngoài ra đấy các bạn có thể đổi thẻ cao này, đổi thẻ Viettel này, nó có chữ đổi này. Đó, làm hai cái khảo sát nữa thôi là đủ được một cái thẻ rồi. Đấy, rất là nhanh không? Đấy, thẻ cao 50k này. Đó, 50k luôn này. Quá là tuyệt vời luôn. Câu ít tiếp này. Momo 50k này. Đấy, đây là Momo 50k nhá. Đấy, dưới này còn có Mobifone này. Đó, hỗ trợ cả Mobifone nữa này, xem còn nhiều không. Vina cũng có này. Chết rồi, nhiều thế. Vina cũng có này, Garena này. Còn có cả Garena nhá. Hôm trước mình đổi chỉ có mỗi Viettel với Momo thôi. Bây giờ còn có cả Mobi này, Villa này. Còn có cả thẻ game Garena đều có hết này. Đó, có cả Garena. Nên là các bạn có thể thích đổi cái gì cũng được. Đấy, đổi Momo, đổi Garena, Viettel đều được hết nhá. Thì đây là cái phần mà mình hướng dẫn các bạn là cách đổi phần thưởng. Ở đây thì hiện tại mình đang có là 100 cái điểm thưởng này rồi. Và bây giờ mình chỉ cần kiếm thêm 100 cái điểm nữa thôi là mình đã đủ min rồi. Đấy, đây là một cái con web làm khảo sát kiếm tiền khá là ngon. Thì ở cái con web này bạn nào còn không hiểu hoặc là thắc mắc gì, các bạn có thể kết bạn qua Zalo hoặc Facebook với mình. Mình sẽ hướng dẫn nhá. Thì video của mình kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Xin chào tất cả các bạn nhá.